Xin chào các bạn, đây là chuỗi video hướng dẫn luyện nói tiếng Anh dành cho những bạn đang muốn nâng cao từ vựng tiếng Anh của mình. Trong những video này chúng ta sẽ học cách phản xạ từ tiếng Việt sang tiếng Anh để nâng cao từ vựng nhé. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tư duy đoạn sau đây. Nếu bạn không chịu trách nhiệm về cuộc sống, suy nghĩ và hành động của mình, bạn sẽ đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh về những bất hạnh của mình. Hãy ngưng đổ lỗi và phàn nàn. Đó là cách tốt nhất để trưởng thành, làm chủ cuộc sống của mình và tạo ra cuộc đời mà bạn muốn. nếu bạn không chịu trách nhiệm về cuộc sống suy nghĩ và hành động của mình trong câu này chúng ta sẽ dùng cấu trúc take responsibility for chịu trách nhiệm cho điều gì responsibility là trách nhiệm ví dụ it's my responsibility to protect everyone bảo vệ mọi người là trách nhiệm của tôi suy nghĩ danh từ là thought hành động là action we must take action to deal with this problem chúng ta phải hành động để giải quyết vấn đề này take action là hành động làm gì đó. Vậy câu này chúng ta sẽ nói là If you don't take responsibility for your life, thoughts and actions. Bạn sẽ đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh về những bất hạnh của mình. Đổ lỗi động từ là blame. She didn't want to blame anyone. Cô ấy không muốn đổ lỗi cho ai cả. Why do you blame others for your problems? Tại sao bạn lại đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của mình? Bất hạnh thiếu may mắn chúng ta có danh từ misfortune. Từ này sẽ bằng với bad luck. Vậy câu này chúng ta sẽ nói là You will blame other people or situations for your misfortunes. Hoặc các bạn có thể nói là for your problems, cho các vấn đề của bạn. Hay là for your failure, cho sự thất bại của bạn. Hãy ngưng đổ lỗi và phàn nàn. Ngưng làm gì chúng ta có cấu trúc stop cộng với verb in. Ví dụ, stop crying and tell me what happened. Nào, hãy ngừng khóc đi và nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Phàn nàn tiếng Anh là complain. Vậy câu này chúng ta sẽ nói là stop blaming and complaining. Đó là cách tốt nhất để trưởng thành, làm chủ cuộc sống của mình và tạo ra cuộc đời mà bạn muốn. Đó là cách tốt nhất để làm gì chúng ta có cụm từ that is the best way to cộng với động từ. Trưởng thành chúng ta có động từ là grow up. Ví dụ nhé, why don't you grow up? You are behaving like a child. Sao em không chịu lớn nhỉ? Em cư xử như một đứa trẻ con ấy. Làm chủ cuộc sống chúng ta có cụm từ Take control of your life. Control là sự kiểm soát hay sự làm chủ. Take control of your life. You are the captain of your ship. Hãy làm chủ cuộc đời của mình. Bạn là thuyền trưởng con tàu của chính mình cơ mà. Tạo ra cuộc đời mà bạn muốn, các bạn sẽ nói như thế nào? Tạo ra cái gì chúng ta có động từ Create. Tạo ra hay là sáng tạo ra. Ví dụ, how was the universe created? Universe là vũ trụ. Vũ trụ được tạo ra như thế nào? This new dish is created by our head chef. Món ăn này được sáng tạo bởi bếp trưởng của chúng tôi. Vậy câu này chúng ta sẽ nói là That is the best way to grow up. Take control of your life and create the life you want. If you don't take responsibility for your life, thoughts and actions, you will blame other people or situations for your misfortunes. Stop blaming and complaining. That is the best way to grow up. Take control of your life and create the life you want. Các bạn có thể thay you bằng I hoặc là we, tôi hay chúng ta hay là she, he, anh ấy, cô ấy để nói lại bài này tùy theo hoàn cảnh sử dụng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phát âm chi tiết các bạn nhé. Các bạn vui lòng dùng hai từ điển là Oxford và Cambridge để tra phiên âm của từ khi học tiếng Anh. Có hai vấn đề quan trọng mà các bạn cần lưu ý là âm cuối của từ ending sound và ngữ điệu là intonation. Trong câu đầu tiên chúng ta sẽ chú ý đến những từ như sau. Từ if chúng ta có âm F ở cuối. Từ don't chúng ta có âm T. Từ take chúng ta có một ca. Trách nhiệm chúng ta phát âm là responsibility. Responsibility. Từ life chúng ta có mấy phở cuối. Từ thought chúng ta có một T ở cuối. Khi chúng ta thêm s chúng ta sẽ đọc là s nhẹ. Thoughts. Từ action chúng ta có một sở nặng. Khi các bạn thêm SC chúng ta sẽ đọc là Z, actions. If you don't take responsibility for your life, thoughts and actions, từ đổ lỗi chúng ta phát âm là blame other chúng ta có âm the situation chúng ta có âm nặng khi chúng ta thêm s vào chúng ta sẽ đọc là z situations misfortune khi chúng ta thêm s chúng ta sẽ đọc là z you will blame other people or situations for your misfortunes đổ lỗi chúng ta phát âm là blame than phiền chúng ta phát âm là complain complain Stop blaming and complaining. Từ that, chúng ta có the, that. Từ best, chúng ta có S và T ở cuối nhé. Best. Từ up, chúng ta có P. That is the best way to grow up. To take, chúng ta có K ở cuối. Từ kiểm soát, chúng ta phát âm là control. Từ life, chúng ta có mấy ở cuối. Take control of your life. to create chúng ta có meet to create the life chúng ta có metaphor to want chúng ta có meet and create the life you want